Rồi, ở đây các ông thư hợp mặt vui vẻ ăn uống rượu của mấy Thanh nấu ha. Bao năm xuôi ngược, trời răng há miệng nó đầy à? Đầy. Nó không có nói gì đầy hết mà nó không có xếp lại cái này đâu. Chắc nó nhiều quá cái gì? Nhiều quá. Không được rồi. Món này là của ngon nhất nè. Rau dân tỷ đem tới nè. Mùa đông nhớ để đợi mặt trời.